6 cặp đôi hot nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024. Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh tung hint tá là vẫn chẳng thể lọt vào top 3. Cặp đôi tuổi trung niên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân ăn đứt dàn đàn em thanh xuân. Giờ đố ai giành được vị trí số 1 của Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề. Trong năm 2024, hàng loạt dự án phim hot được ra mắt. Ngoài nội dung phim thì những màn tương tác của các cặp đôi chính cũng khiến khán giả phải quấn quéo không thôi, chèo thuyền mệt nghỉ. Vì thế, chúng ta hãy cùng tìm thử đâu là 6 cặp đôi hot nhất của năm nhé. Top 6. Lưu Học Nghĩa, Trịnh Hợp Huệ Tử. Không hề quá lời khi nói Hoa Gian Lệnh là bộ phim cổ trang đầu tiên của năm 2024 gây bão xứ chung đấy. Và điều đặc biệt nhất của bộ phim này là fan couple của Lưu Học Nghĩa với nữ phụ Trịnh Hợp Huệ Tử lại cực kỳ đông đảo, lấn át luôn cả nữ chính Cúc Tịnh Y. Khán giả đều nhận định khí chất công tử cao lãnh của Lưu Học Nghĩa rất tương xứng với vẻ chất phác kiên cường của Trịnh Hợp Huệ Tử, còn Cúc Tịnh Y thì trông cao lãnh quá. Cả hai đứng cạnh nhau chẳng ăn nhập một chút nào. Top 5. Đàm Tùng Vận, Hứa Khải. Trong năm 2024, Hứa Khải được ghép cặp với không ít mỹ nhân, nhưng bùng nổ nhất vẫn là màn hợp tác với Đàm Tùng Vận trong bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Rõ ràng hình tượng tổng tài bá đạo của Hứa Khải hợp nhất là được đứng cạnh cô gái mắt to mặt bầu như Đàm Tùng Vận. Chẳng cần phải làm gì, chỉ cần họ sánh vai bên nhau thôi là đã bùng nổ cảm giác couple rồi. Và màn tương tác ăn ý của hai người họ đã góp phần tạo nên sự thành công cho dự án truyền hình mới này đó. Top 4. Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh. Khi Rèm Ngọc Châu Xa được lên sóng, đa số khán giả đều kỳ vọng cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sẽ bùng nổ như thời quay Trường Ca Hành. Kết quả chỉ sau vài tập, ai nấy đều phải kêu trời vì cảm giác chẳng còn như xưa. Nguyên nhân là vì phần nhìn của Lưu Vũ Ninh chán quá, chẳng hợp với hình ảnh nam chính phúc hắc một chút nào. Dù trong các hoạt động quảng bá phim, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh skinship hết cỡ, sao couple đến cháy chảo thì khán giả vẫn cứ hờ hững với họ. Top 3. Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt. Nếu phải chọn ra cặp đôi tỷ đệ bùng nổ nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024, Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt chắc chắn sẽ phải đứng đầu đó. Rõ ràng chênh nhau đến cả một con giáp, nhưng nhờ vẻ già dặn chững chạc của Vương Tinh Việt mà trông họ như chẳng có chút khoảng cách tuổi tác nào. Chính nhờ những màn tương tác quá ăn ý giữa họ mà Mặc Vũ Vân Gian mới bùng nổ ngay khi vừa lên sóng. Nếu không phải vì Ngô Cẩn Ngôn tuyên bố cưới chồng thì khéo độ hot của cặp đôi Mặc Vũ Vân Gian sẽ còn tăng cao hơn. Top 2. Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là couple tuổi trung niên duy nhất lọt vào top 6 này đó. Dù tuổi đời của cặp đôi giữ phượng hành cao thật, nhưng họ vẫn khiến khán giả phải quấn quéo với những màn tương tác tình bể bình, ăn ý hệt như đôi tình nhân thật vậy. Chưa kể cách đây 7 năm, họ từng gây bão mạng vì màn hợp tác bùng nổ trong Sở Kiều Chuyện. Bảo sao dù phim đã hết từ lâu, Lâm Canh Tân cũng có bạn gái mới rồi, nhưng người hâm mộ của họ vẫn chèo thuyền nhiệt tình, coi cả hai là cặp đôi trời định đó. Thôi thì miễn sao người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân thấy vui là được. Top 1. Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề. Tưởng sẽ flop, ai dè hot không tưởng chính là câu nói dành cho cặp đôi Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề đó. Bởi trong màn hợp tác đầu tiên ở khúc Biến Tấu Ánh Trăng, cả hai chẳng có chút sủi bọt nào. Vậy mà sang đến Vĩnh Dạ Tinh Hà, họ lại khiến khán giả quấn quéo không thôi vì những màn tương tác quá đáng yêu và hài hước. Hình ảnh Ngô Thư Hân nũng nịu và nhí nhố sát cánh bên Đinh Vũ Hề miệng nói không thích nhưng tâm si tình đã khiến khán giả phải cười thành tiếng khi xem. Bảo sao cặp này chễm chệ ở top 1, đố ai giành được luôn nó.